Dạo chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Nga. Thì hôm nay mình và Bami sẽ hóa trang Halloween nha mọi người. Đấy, thì trong lần này mình hóa trang, hai thằng sẽ hóa trang thành con gái mang guốc cao gót để chạy đua Oppy. Đúng rồi. Mà hiện tại hai đứa đang con này của Catchwork nè. À, chụp chuyên nghiệp, chuyên nghiệp bạn đó, tạo dáng nè. Trời ơi. I wanna be on top. Pop 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 pop. Bị ga. Đây đây đây, tao cho mọi người thấy nè. Đứng này nè Bami, đứng này nè. Các bạn có thấy đôi môi của mình có quyến rũ không? Đây. Đôi môi như cái miếng bò đắp lên. Mày đâu rồi? Đây tao đây. Nó nhìn cái môi là hết hồn luôn. Bây giờ mang tóc vô tao không biết mày là đứa nào luôn á. Tay tao đây, tao đây, tao đây. Đây. Má ơi, tôi thấy rồi. Đó, con đi ra bám rồi. Ở đâu? Ở đây đây, nó đây lũ đảng nó. Mấy nó dày hường nó còn tóc xanh nữa, tôi sợ nó thì lắm. Xanh xanh hường đâu. Xanh chuối. Trời má ơi. Vậy nha, có đếm rồi bắt đầu đua nha. Ok ok. Hello. 2 3 đua. Đây là những mỹ nhân mang guốc nhà Oppy nha anh em. Đó, bây giờ cô với Bami bị dính lời nguyền. Lời nguyền này gọi là lời nguyền BD. Bây giờ phải chạy đua Oppy, người nào mà tới 100 sketch trước thì người đó sẽ bị hết lời nguyền. Ok, người đó hết lời nguyền ngay lập tức, còn ai mà đi chậm hơn á là hết Halloween này mới biến thành băng trai lại cho mình được. Là được mặc đồ con gái để chơi hết Halloween á. Vậy luôn á. À, vậy luôn á. Quá đáng lắm luôn. Đích hết rồi mọi người, và mình nó có một đích hết rồi. Ừ, đích có một đồ ghê không? Lắm. Đi đâu nữa? Đúng rồi, tụi em ơi, trời ơi, tụi em hay quá. Nó có ý định thua đó, ghê không? Úi, trời ơi, vội vàng quá vậy. Mày hả con? Cái gì vậy trời? Giống tao nãy đó chứ trời. Bà mình nó hơn rồi, bà mình đó. Úi, tới mày gớt à con. Ê, rồi. Quê xệ. Vậy đâu, trời, mình là mỹ nữ, mình phải đi làm sao cho dịu dàng xíu bạn ơi, bạn nhảy khép. Ủa, cơ bản hay không thì tao cũng đi dịu dàng rồi. Tao đi dịu dàng đến cần phút giây luôn á. Các bạn thấy ngộ con nhân vật nha. Nó đi thì nó khép nép, nó dịu dàng mà nó nhảy nó bành càng ra. Có đâu, đâu mày đi. Tao thấy nhảy cũng được, cũng ổn lắm mà nhảy giống con gái mà nhảy mà hai chân khép lại ấy. Con này nó nhảy hai chân bành ra má ơi. Vậy là con mày bị gì rồi? À, con tao là nhảy theo dịu kiểu cartoon mà, trời ơi. Hàng chia tao thấy đi gì? Có vụ nhảy theo kiểu cartoon là nhảy sao mẹ? Thì con tao hồi đó thì con của tao animation cartoon hồi xưa giờ trời mà. Ơi. Ủa sao mày không bị ảnh hưởng ta? Sao tại sao tao lại bị ảnh hưởng nha? Chết bà rồi, coi chừng mày bị ảnh hưởng, mày nó thấy mày hợp quá bà. Chứ còn tao vẫn nhảy banh càng đây, trời ơi. Tao thấy như ai cũng nhảy banh càng không á ba, trời ơi. Ủa gì kỳ vậy, tại sao có mình có nhảy khép nép kỳ vậy? Trời ơi, chắc bén duyên rồi, không bạn hả rồi mọi người. Cái này cái này gọi là bén duyên rồi mọi người. À, cái này là... Wow. Cái này người ta gọi là bén duyên á, duyên tới cảm kịp. Đứng yên, hình như nó cao hơn chút này đúng không? Cái guốc cao hơn xíu rồi. Chết rồi, có khi nào càng đi càng bê đê không trời? Có luôn bồ. Càng đi là càng bê đê á. Mới vừa mang guốc thấp á, đi còn bình thường xíu. Mang guốc càng cao là cái kỹ năng đi là cái đích nó càng phải dẹo. Bởi vậy đi hồi tự nhiên cái tổ bê đê quật luôn. À, các bạn thấy mỗi lần mà cái đôi guốc nó cao hơn xíu là bắt đầu cái mông nó đánh mạnh hơn, các bạn thấy không? Đi mà cái vô Sài Gòn, ra chợ lớn Sài Gòn, chợ lớn Sài Gòn, chợ lớn Sài Gòn, chợ lớn quẹo lừa. Ây da, thịt rồi Bami ơi. Nữa hả? Hoài vậy? Ây da, cái gì vậy? Bạn có thể nào bạn bớt thịt lúc này được không? Mình đang nhảy Oppy, mình đang biểu diễn cái tướng đi của mình mà bạn kêu thịt. Lát ơi các bạn, đúng không? Các bạn lát nữa mà đang đi mà giọng ra nó nhão nữa là chính xác luôn á, chính xác con gà luôn á. Ê, nãy giờ chơi là giọng tao chưa nhão nha. Nó đợi tới cái khúc mà đôi guốc cao cao lên xíu cho nó nữ tính, cái đích nó đánh mạnh mạnh xíu nó nhão tò mò tới luôn á. Trong đây hạn chế nói cái đích đi ba, nói vòng 3. À, cái mông vòng 3. À, cái vòng 3 hả? Có nhiều bạn không biết vòng 3 là gì thì xin giới thiệu các bạn, vòng 3 là cái mông nha. Mình phải giới thiệu cho mọi người biết cho mọi người, các anh ơi, vòng 3 là gì vậy? Ôi, trời đỉnh cao, trời ơi, đỉnh cao. Trời đất ơi, nhảy cho ẩu vô rồi rớt không được, rồi kêu đỉnh cao, khổ thiệt chứ mấy đứa mang guốc hay chém gió ghê. Đỉnh cao đấy, chứ chả phải đùa đâu. Tới đi bạn ơi, bạn tóc xanh lẹ lẹ, bạn bớt đỉnh cao, đỉnh thấp lại bạn ơi. Mày đang hơn tao đó hả Bami? Ồ kìa. Đây, người mẫu, đè, người mẫu đang chờ ngồi tóc xanh đó đi. Tao nói mày rớt nữa nè thầy. Thì rớt là chuyện bình thường rồi, trời ơi, quan trọng là cái tướng đi của mình rất là đẹp, phải không? À, tóc mình che luôn cái đích rồi. Quan trọng là phải về đích để giải.
Ồ, tôi biết nghe rớt qua nó mà. Tao có rớt rồi ba. Đâu, ta kêu dân tình đó mà, ta kêu dân tình á. Đó, tới đây là bung lụa nè. Đó, tới đây là rước nó sẽ cao hơn được xíu rồi mọi người. Ơi, rất cao bằng nửa người của tao luôn hả ba? Dài bằng cái chân tôi luôn rồi. Nó quỷ gà kìa, quá tóc trắng, đồ trắng mà cái quần trắng và cái tóc màu xanh chuối, nó nhìn tục quá con. Đi cái giày màu hồng nữa, không có liên quan gì hết. Nó nhìn đúng men luôn á anh em. Ừ, vậy nó mới hay chứ. Ừ, nó chết bà rồi. Mày nhảy đi, ừ, mày nhảy đi, con đi cần nhất nó vẫn ngon hơn là nhảy chứ. Dễ hả? Ừ, gõ gõ kèn kèn. Coi mày chết. Chưa, tao chưa chết, tao đang leo mà nó tuột xuống thôi. Ủa chết liền chết, tao leo vậy? Lên ôm mấy cục đỏ đúng không? Đúng rồi, rồi xong luôn, lụ đạn đó. À, đi sớn sát chi lụng cục đỏ thiệt tình á. À, bây giờ mình mang đôi guốc cao là mình nữ tính là mình phải đi đàng hoàng lại nha. Tao hơn mày rồi nè ba mi ơi. Ủa đi hướng nào? Đi đâu cứu? Cố gắng lên. Hả? Ok. Ừ. Mày tới chưa? Mày chưa tới mà mày la làng gì? Để bữa nào mượn đôi guốc này đi chơi Halloween coi. Ôi Bami tới được 50 cái là nó có một cái khu gì nè. Cái khu đâu? Nghỉ ngơi đi. Ai có hay đồ nữa kìa mẹ, có hay đồ nữa kìa. Ngồi. Kìa đâu ta, nghe giọng nó không tiếng nó đâu. Thằng đi, nghe giọng màu xanh đi nè mẹ. Trời má ơi, nãy giờ không thấy nó luôn á trời. Luôn giờ mới thấy nó luôn á trời. Trời ơi, ai vô đây hay đồ được nè mẹ. Ê, ra vô mặc mấy cái áo ba lỗ sắc nách rồi đi. Đồ này mua mà. Mua hay cho? Mua. Trời tưởng cho đi catwalk cho thiệt tình. Ghê. Bà chuẩn bị đi cái là đếm nè. 1 2 3. Đó, trời. Cái này gọi là đã được một nửa chặng đường nhưng mà tôi với Bami thì vẫn chưa phân được thắng thua. Này nói là đua upbi vậy thôi chứ thật ra là cái này gọi là hội chị em phụ nữ đang biểu diễn thời trang á mọi người. gì? Biểu diễn thời trang nửa đường còn ngồi lại uống cà phê sơ trà nữa. Vãi nồi. Ôi, chỗ này căng nha. Nhảy rối nùi rồi xong rồi hỏi sao đụng vô nhau. Ai, ê, uống nước kìa. Rồi đúng chuẩn luôn không? Chuẩn hội chị em phụ nữ không? Đúng rồi, chị em phụ nữ đi cái mông lắc. Rồi. Tao đang nó uống trà sữa mà lắc cái gì đó. Lắc ly trà sữa cho nó đều. Chứ không uống nó ngọt lắm. Ừ. Ok. Khổ bạn tôi ghê luôn á, không có kinh nghiệm uống trà sữa gì hết trơn mà tôi cũng đâu có kinh nghiệm, tôi nói cho vui vậy mà. Bất sầm lông đi nha. Hồi nãy ta kêu mày lắc lên cho nó đỡ ngọt đúng không? Mà thật ra mày lắc lên đường nó đều nó ngọt hơn. Đó là lý do tại sao ta còn lắc càng nhanh đá nó tan càng nhanh uống được. Đó, mày vậy là mày đâu rồi? Ba mi ơi, mày đâu rồi? Ôi. Tao đây nè, tao đang ở trên cái cầu thang nè. Ê mày, cái đôi guốc, tính ra đôi guốc của mình nó cao bằng cái chiều cao của mình luôn rồi các bạn. Coi đánh cái chân nè. Tệt hả? Thôi chịu khó xíu nha bạn. Còn một bên nữa, ai đi trước đi, ai đi trước đi. Bami chết. Trời đất mẹ ơi. Bami ơi, kịp rồi. Sao mày không tắt giùm tao? Sao mày không tắt giùm tao mà cứ bắt tao tắt quay vô khố tao quá vậy? Ủa thằng kia nó tịt rồi anh em à. Tới ga tịt rồi, ga tịt rồi anh em ơi. Hết nghe giọng nó nói rồi. Rồi vẫn chưa nghe giọng nó nói luôn. Alo. Nó vẫn không nói luôn em à. Thôi để tắt gọi lại. Rồi micro của ga bị tuột dây chắc luôn. À tuột dây không, nó chỉnh dây nó lỗi chạy rồi mọi người. Lũ đáng đó. À, cái hiện tượng mà gọi đi gọi lại mà không được là chỉ có micro bị tuột dây thôi. Có lên bạn ơi, có lên bạn ơi. Nghe chưa? Rồi ok. Trời ơi khổ quá, mày lợi dụng tao. Tao đứng tao chờ mày luôn nè mẹ, tao đứng tao chờ mày luôn nè, nè tao nè. Lũ đạn nó chưa gì nó nghĩ xấu cho hội chị em phụ nữ rồi. Hả, hội chị em bạn gì với nhau không mà mày sao? Mày bị làm sao ý? Sao vậy, tao nói đúng sự thật thôi chứ. Mốt là đề nghị bạn là đang biểu diễn thời trang là không có làm lỏng còng dây lưng quần nha. Lụ đạn lỏng còng dây lưng quần nói không nghe gì hết trơn. Không khéo. Ủa, này qua sao? Ồ, đúng rồi. Đừng cho Bami đấy. Ủa, nó thấy luôn rồi. Trời má ơi, tao đây kêu bên mày luôn á mẹ. Trời ơi, chỗ cho em phụ nữ với nhau sao mày sống dơ tao dữ vậy kìa. Ủa khoan, đang chạy đua mà. Trời ơi, chạy đua chứ chúng ta vẫn phải sạch sẽ chứ ba. Đang chạy đua để hết làm gái trở lại làm trai như bình thường nè mẹ. Ủa làm gái là sao ba?
đang làm con gái nè. Đâu thay đồ thôi, Halloween, Halloween. Ừ thì Halloween bị lỡ lỡ rồi được tổ độ rồi mày phải làm sao cho nó gọi là xài hết mấy cái mà tổ cho, mày hiểu không? Tổ cho. Bởi vậy mày phải ráng mày mặc mấy cái bộ đồ. Mày phải ráng mày mặc mấy cái bộ đồ này để cho nó hết Halloween nha mày hiểu. Luôn rồi đó. Ok, ok bạn. Mày gói đi, mày gói đi, gói đi. Tao rớt xuống checkbon rồi kìa. Ghê. Hết hồn. Rồi. 80 luôn rồi, 80 là nó chân nó dài hơn rồi anh em à. Trời ơi, cái guốc bây giờ nó dài hơn người tao luôn nè Bobby ơi. Ui, trời ơi má ơi, cắm đầu là có thiệt luôn á, đôi guốc cắm đầu má. Cô nó nhảy hết được rồi. Chết quá trời. Ủa có khi nào trận này Bobby thắng không ta? Mày muốn hành gái hay mày muốn hành trai để tao biết. À, tao chỉ muốn thắng thôi. Ủa vậy hả? Vậy để tao tới Mày đi đường đó là mày sai rồi. Tao đây. Sai đâu mà sai. Hả? Chân tao dài lắm. Chân tao dài lắm. Há quỷ ga đó chơi kỳ. Lũ đạn nó lấn mình. Ủa vô duyên mày gớt mày sao mày đổ thừa cho tao. Mày lấn tao. Ủa tao có lấn mày lấn. Ây da. Nhanh. Ôi bên này càng lúc càng khó chạy rồi Bobby ơi. Ê mày tới đâu rồi? Ủa? Tao đây. Ủa? Tụi tôi sách kỳ vậy ta. Ủa cái khúc này mình sao vậy? Ơ kìa. Trời ơi thiệt tình luôn á. Muốn giữ bộ đồ để chơi Halloween thì nó đại đi, thiệt tình nó cứ chết hoài. Ừ thì mày đi chứ đâu, thì mày chứ ai đó. Thì đó, lựu đạn mới chứ. Ủa cá đâu mất tiêu rồi ta. Trời ơi, cao lên trên, cao lên tới spec thứ. Ủa spec này khó thế. À, ok. Ê, như đôi giày nó càng dài nó đi. Ê, đâu đi, càng dài đi càng chậm. Đâu có, Bobby. Ui. Càng lúc càng dẹo. Nó nhảy khó hơn luôn anh em mà. Càng dẹo. Thiệt tình đó chứ. Không ổn chút nào. Mày đâu rồi kìa? 96 rồi. 96 rồi. Ôi. 98 rồi. Trời ơi, cái khúc này chết rồi anh em à. 99 rồi. Ê, ngon ngay. Rồi, chúc mừng bạn đã thay đồ. Lũ đạn nó mình dính ở đây rồi, xui ghê. Trời ơi, công nhận cái đôi guốc nó dài lên nó khó đi bà cố luôn. Coi nè, mỗi lần nhảy là cái chân nó ấy. Cái chân nó quắt ra sau đầu á các bạn. Lũ đạn đó chứ. Ủa, lộn đi đây chứ. Trời ơi, con làm gái, con làm gán. Quỷ gà làm gái hoài luôn, thì nãy giờ mấy lần luôn rồi đó. Nói lộn, con làm gán chứ mà con làm gái. Làm gán, ok bạn. Ai gì lũ đít. Các bạn nghe rõ ràng câu đầu tiên nó làm gái luôn á. Wow. Trời nó sung sướng rồi mọi người, nó sung sướng rồi. Ôi, trời ơi, mày, luôn đó, tao phải nói thiệt luôn á là cái đôi guốc này nó dướng kinh khủng luôn á, trời đất ơi. Tao chưa thấy mày qua luôn á. Không, tao đang dướng đôi guốc, từ, đôi guốc cao quá, lũ đạn. Đó, chính chính đây nè, đó cái đây cứ gớt thêm lần nữa nè. Đó mọi người coi Bobby nó chạy rồi, đó nó đang tới rồi, không? Hả? À, bây giờ tôi bắt. Ê, kìa, quay khúc này kìa. Quay khúc này nè, chuẩn bị tao lên nhạc nha. I wanna be on top, pop, 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 pop. Quay lại, pop, 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 pop. Xin chào mọi người. Chào mọi người, mình là thí sinh Navami siêu dẻo, đôi guốc siêu dài và đôi môi siêu gợi cảm. Mọi người nhớ bình chọn cho mình nha, mã số 6191. Quá ơi, lạy luôn á. Mấy mày hả? Mày là 1991. Rồi. Rồi. Ok. Ok các bạn. Đây. Không, nói chung là chỉ có mình thôi, mình đã trừ được nghiệp làm con gái rồi. Đấy. Đúng rồi, nhưng mà mình vẫn là con gái đúng không các bạn? Các bạn coi thằng tóc xanh rồi đó. Mà bây giờ cô không có cách nào để cô chuyển về con trai hết tiền quá. Mụ mị. Các bạn coi nó chạy như The Flash nữa các bạn ơi. Các bạn coi nó chạy như The Flash nữa. Rồi ok các bạn, thì hai đứa mình sẽ dừng video đây nha. Tại vì hôm nay là đi khách quốc như gà. Đi làm bên đi. Á ơi, cái đôi guốc nó dài, tôi không tin luôn á. Về tao 100 stack cái đôi guốc nó dài nè. Trời đất mẹ ơi, đi mà nó dảnh, nó dẹo ớn luôn á. Tôi mà thiệt luôn á, ngoài đời mà có đôi guốc này mà cho đi khoảng chừng 5 bước mà nhận giải thưởng chắc tôi té không biết bao nhiêu chập luôn á. 1 bước mà mày đứng là mày cũng đã đủ. Ok ok, nhất được đôi guốc lên là cả vấn đề rồi má. Ừ bớt. Rồi các bạn thích video này, để lại cho hai đứa mình một like một share. Nhớ subscribe cho hai đứa mình để nhận video ngay. Các bạn nhớ bye bye mọi người. Bye bye.